Yo. Say hi nha mọi người, hello. Hello, Swanrick, hello, Kia, hello. Hi, 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 hi. Sao mà nếu mà ba cờ chỉ Formula One. Yeah. So stay on. Yeah. So stay shadow, so stay lì nè. So stay rẻ lối. Hello, mày still hello một con. Hello, oh, đã đây, up cho. Ok. Hello, Rosapia. Hello, bà đẹp xa. Nhà mai mùi tất hai. Hello, bà tol. Hello, bà nà rin. Thì nhà mai mùi tất hai là bà mọc luôn tiết ạ. Chút xong mong này nè. Yeah, bà nàng lán, form là bón. Thì em mình ở trong mưa nhóm linh mà nặng game nặng lan tròn dù bác mà nặng lan mưa đó người ra lên nó bị chữ đây bị chọc lại của bị họp ba lệnh mưa rồi mua tớ mình ghế rồi phong là bón vật vả. Hello say o con tròn mong sầm đẹp hai subscribe bị xanh mà đồ này mà hỏi còn cái chữ xe mẹ muối mẹ mua một cuốn đôi mình đang lan đi sport à ya con chân rồi hello rồi check nhập viện sao bảo lại chọc thôi này ya yeah, great đi con chân rồi hello bro Kim Lee chào mong lên form là one như vậy thì chưa chạm lên nhưng thiểm phun lắm nhóm bạn sờ bay với số lắm phò ai kém mong với chuyển chốc này mà sai nhưng phò shipper nó là gì cậu như phò mấy gì đây controller bên nhóm ở chim hay buồn mong còn nhóm custom well về mấy chẳng ngờ phong là bốn cái link kia thở ở nhóm hẹp mình nói cái link kia thở ở chỗ đó lấy hẹp máy ở kia thở đáy cái thở chỗ cốt cho mọi người shipper đã miên nơi chọn chỗ cốt fan bong you that is support anyway of concern on some map rồi start big thing you mean shipper some map teh like 1 2 3 4 5 6 chẳng đấy yeah hay sản phẩm cao lên từ lửa form là bón cái copy lan thông mà nè và sân chỉ dương lên lan thông mà đá dương thở chương tầm mũi đưa mươi kể dương thở chương phí làm bấy mình ông giả mới giả mũi là phê lên form là bón cái thở chương phí bình tái khi mình cho ông giả mới cho nó ghé khi ông lên ông giả cái tip ông giả chó còn hai dương thở chương phí sọp nia mũi nâng phén mũi nâng ghé thổ và sân dương phổ dưỡng ách lên đích lan thông mà đa dương và lệnh ghé từ chọn phén dương và lệnh phén mà chọn ghé ba này sao thì dương thử tài đặt chương phi sọ một nè tích vô cho lắm ha bơ mày bác lan chương phi dương nó phong là con kia thời tài đi chẳng ai con chồng dây thì mẹ bóc ra tiết cho mà có được rồi hello I reply nhưng mày ngoài gì hello Sia hello hiệt thấy yeah chào mơ giúp tích chẳng dương bỏ tới kèm truck quýnh yeah chồng nghiệp lý hai giả bí thì chết dương quay lại dương dậy lên lên những buổi nhà ngọt đi nhưng mưa sầm đẹp lên những bờ xa nhưng mưa hàng long đẹp thứ nhưng phở đã sọt sầm đẹp mưa từ lửa lệch bao nhiêu triêm triêm đó bán được rồi đó hết chắc tám đấy cái cạn lương bắt nhân cạn lương đó. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Mày front wing bắt tan rồi. Tan áp bắt soi rồi. Soi soi mặt đấy.
tiếng thì thôi với bạn buông lại rồi dân bay ở con bên mùa mà nó sẽ tục xó mà khi dân bay lên với bạn tay cho cả nhóm ba cái mình bay trong bên ban cả đường được nhóm ban mới của mình là nó nghĩ sao đi không là cái chơi thì play của mình không position on lap one. That's not great, but it's not terrible. Stay focused. Mới gặp anh ấy giờ mà chạm nó khác lên du ở bên cái sửa lan đó anh ơi con mặt bóng kia đó lai à con với mình bắt 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 kì phát cái nó được tăng hôm rồi this lap, you can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Mấy ở lắm tiền, bọc liếng giáp bác rồi. Ở con chó rồi, nè mà nói ta bị xanh. Use overtake and burn some of this energy. Make use of the overtake button and see what you can do. Hello. Yeah, the track is getting wetter. Recommend you Yeah, nó dân bản chèo ba cái là bộ của cái cách lần tiên.
còn một tấm thì dương qua cái mặt cái dương anh thì tôi bán cản nước được bừa cạnh hồn ấy bác tranh thì lỡ và cá là si con nó lăng cái con cá này trong cái thời dương thời tăng ở viên tích đại nhân khan lên dũng rồi tập phiến si cái lỗ cái lỗ phải cho lấy cái gọt toán thử mà nói biết rồi anh đây là con đường lấy con đường con đường the track conditions aren't improving, it's your choice as to whether you want to fit the wets next time you come in. Yeah, lo bro, pay we out. Còn bên nhau thì cụ kia đi rồi tập lại tái tư không con bây giờ bạch hẳn xa môi ạ check your MFD for a new strategy option con bây giờ bạc bót không ở dưới anh nhà con bây giờ một nắng thì con bây giờ bia ổ với thời ca nó là mấy tốt cho cái đọc bây giờ luôn nhưng mắt nó bây giờ là đọc bây giờ bạch hẳn thì con bây giờ mắt lên tay này chúng tôi rất là lẹ biết điểm như tiền kia tích ai đã đón một nhân khởi cho tờ phách lan là một con bưởi từ nãy phía phách à lấy liên thế là ở đây riêng mà là giam thành tên có rất chặt năm đây si thôi bốn cái khả đâu này situation is an interesting one but I think the yeah, right call is to stick with what we've got right now. Leave the ball, yeah, the back here. The art one. Gap to teammate ahead is 20.3 seconds. A con chân bro. Some information on Russell. It looks like the problem is terminal. They're retiring the car. Yeah, hello, con chặt ra. Oh, shit. Biết có liếng thì có biết mắt lãnh xí. Những bài học không quên với những bài vậy á. We want to pit this lap, so push now. Mình đây. Plus one. Giờ dưa một tay còn đang chơi là dưa một thứ ba nó còn nhưng họ thử rồi bảo cái gì không được thế. Giờ lượng xa lắm từ đó các bạn đi thử cho lan cho quá trình. Đâu là hai cho bạn.
tôi muốn cái lăng ca này. Em ơi mấy việc phụ liên không? Cho. This rain could be with us for a while. Light rain conditions for the foreseeable future. All right, hello, Thong. Hello, Long. Hai nhà họ đây. Anh thử phát lang bên nhưng thử đâu phạm nơi lang bên. Yeah. Go. Strategy complete. See these tires through to the end now. Hi, Om. We thought the slicks may still be quicker, but it's very close, and you're going to struggle to keep them in the temperature window. The inters are ready when you need them. I lost the set. Let's play them. Yeah, say hi, you're good. Biết có liên họ đọc với lấy là ở buôn thì cho lấy tay mà lấy phong bên cái đâu liền liên trong một viên số đẹp phong bên người dân là xa phong bên nơi ở tăng vị trách của bóng ăn nói rồi anh một cái đi xe nhóm mờ còn từ mỗi nhóm ba kia may gặp phong bên xỉn dương bắt. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Hello, Lotus Fly. Chọn chung nó bao ban sao mà còn cái dương ly chiều lẹ nè story bao biết mấy form là món vô công tập quân là lo ngay có khan bao chú là bây giờ bay hot bơi ngon sáng sức to không vậy đó. Trailing our teammate by 59.3 seconds. Mm-hmm.
Yeah, nó mình thêm lấy cái bãi rồi. Okay, the stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. A new strategy is available on the MFD. Sebastian is in the pits. Of fuel remaining. Tám bao rồi. Yeah, wheel thẳng bay, chọc bay á, còn bao con nó mong chọc bay này. Đếm thẳng rồi. Cố liên. Okay, some information on Perez. They've got a serious car issue. It looks like they're retiring. Quá là lòng. Thôi mấy cố liên, mấy cố liên. Nó mới là prong bên dương là prong bên là tích tí không? Của dương đó là chuyển tích mắt bay ra rồi. Và bây giờ dương của bạn là dương mình ta. Someone's come off ahead of you, there's a yellow flag ahead. À mỗi nó một dương có bên có mắt chặt dương à. Ở dương phát với dương ban chặt dương thang chưa? Nhóm ban họp chúng ta đã chọn chung đó rồi. Okay, gap ahead is 3.2 seconds. A new strategy is available on the MFD. Nhưng mà theo ở phong bên nhưng mà diễn ban nó lâu của ban. Teams are fitting intermediate tires. It might be worth considering changing yours too. Đắc đã giúp tiền mong đắc của nó nhầm. Bốn tập tranh bị đá này à? Cho chia hỏng coi nhận. I am new fan. Yeah, say hi new fan. Of fuel remaining. Check your MFD for a new strategy option. Oh, how are you? Yep, clear to the back. Are the way to go now. We're seeing standing water on the track, and I don't see it drying out anytime soon.
nó lái vào đây đùa, đùa đùa. Có ăn hả bạn nó không ơi, sorry không? Có lửa đi của bạn. Hiện đây. There's not much left in this. We could try and remain on the dry tires unless it becomes undrivable. Sáng kia thì có tay không? Tôi là không? Two laps of fuel remaining. Em sâu quá đáng lắm. Ôi, bao trò đó phang xanh của phang về là cho mấy cái liềm không? Đấy, lại taxi xong mọi việc. Go, go now. To consider switching to a lower fuel mix, we may not finish on the current settings. Yeah, hi on. Hello, bro. Hi, Kim. Hello, Nikki. Hello, Bia. Recharge is high. Let's use that overtake button more. Blue flag. Got killed. Trời. What the fuck? Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. Chop it, I am. À, bỏ bỏ nó mà chắc khi em biết là gì đây. This rain is gonna keep getting heavier for the next 15 minutes at least. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Lấy đó bỏ. Mới mình bad boy rồi. Yeah, hello Sophia. It's Liam.
So another fantastic victory for the Silver Arrows. Oh, chọc bay à? Giờ lên nó là bay chứ show của. What made the difference out there today? Well, hello, they clearly Mr. have P. a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack. And having that confidence gives you on the power earlier, yeah, hello, lets you brake later, and can put you a long way up the road. Mỗi lệch đập. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Ôi, qua sân phai. Yeah, hello, Rick. No, what's up, man? Okay. Bọn tầm chân về mẹ, ở đây bọn bọn ba game bọn start up rồi, lớn bọn đô game với nhé. Lê mà game nó ba này, đô tôi lê nhờ Euro Truck anh. Let's see what effect this result has had on the driver's standings. Lewis Hamilton takes the lead of the Drivers' Championship. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for driver of the day? Well, for me, it's got to be Lewis Hamilton. The multiple world champion may be the boring choice at this point. Yeah. Mà anh nói mà lên online nhé, bằng lên offline mình thấy video score và bộ người online nhưng chẳng lên online các bạn này. Hot, hot à. Quan ghé ma này nhưng bài tay Euro Truck mình nhưng còn tăng lên dù dù ba kiện lên ghé mà đang làm đo của mọi sao giờ là on đi số hộ ghé mà đang làm mình bắn nhau mặt lên nhau đây chứ là sai giờ anh tăng on đang vi hot vi mạnh lên lên bay buồn mang ba nữa vi hot chill á vi phẳng kháng tị nhưng thời đo khán steam môi dẫn cho mặt flat mà để OP chẳng không ghé đang khẽ bao nhiêu bắt sang xa nhóm chui chui hở gì vậy chồng ở này bắt sang xa lại mà ai muốn chui hở mấy cát alright ok nhóm lỗi là khán steam nhóm môi chưa đấy bây giờ bảy tờ tracker MP dương với AST2 where is my Euro Truck yeah. Hi on. Bóng xanh game nó lỡ caption xanh. Ờ, chạm lại đô caption mới xanh.